Xin chào các bạn, mình là Minh Trang. Cũng như bao bạn gái khác, mình khá quan tâm đến việc làm đẹp. Cũng không hẳn do nghề nghiệp diễn viên của mình đâu nhé, mà đối với mình thì phụ nữ phải luôn luôn xinh đẹp, có đẹp thì mới tự tin và thu hút ánh nhìn của mọi người được, đúng không ạ? Ai quan tâm đến việc làm đẹp chắc hẳn đều biết đến collagen. Các bạn có biết collagen là gì mà thần thánh đến vậy không? Để mình giải thích nhé. Theo như mình nghiên cứu thì các nhà khoa học ví collagen như một chất để gắn kết các bộ phận trên cơ thể. Thiếu chúng thì cơ thể của chúng ta sẽ trở nên rời rạc và không hoàn thiện. Nói vậy thôi thì các bạn đã biết collagen quan trọng và thần thánh như thế nào đúng không ạ? Không những vậy, collagen còn đặc biệt quan trọng với việc làm đẹp của phụ nữ. Ở tuổi 25 trở đi thì phụ nữ chúng ta bắt đầu bị lão hóa do tiếp xúc với những tác nhân gây hại bên ngoài như ánh nắng mặt trời này, khói bụi này và những cái tàn dư của mỹ phẩm nữa. Và những cái việc đấy làm cho da của chúng ta bị nám, bị khô và bị nếp nhăn xuống sắc rất là trầm trọng. Và để sở hữu một làn da tươi đẹp rạng ngời, chúng ta không thể bỏ qua bí quyết uống collagen để bổ sung collagen cho da. Và thật ra thì Minh Trang cũng đã tự bổ sung collagen cho mình từ rất lâu rồi nhé. Sản phẩm collagen mà mình vẫn tin dùng là collagen Pitki đến từ Nhật Bản. Sản phẩm này thì được sử dụng 100% là dạng bột do công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Mộc nhập trực tiếp và đóng gói nhé. Trong một bịch collagen thế này thì là 30 gói nhỏ. Mỗi ngày các bạn uống một gói 5g. Một liều đầy đủ uống trong vòng 3 tháng. Khi bóc ra thì collagen ở dạng cốm mịn, dễ hòa tan trong nước. Đặc biệt tốt khi các bạn pha cùng với nước hoa quả nhiều vitamin C như nước cam, nước bưởi hoặc sữa và uống vào buổi sáng. Nếu lười thì các bạn có thể uống với nước lọc cũng hoàn toàn ok nhé. Điều quan trọng là mình nên uống bổ sung collagen trong vòng 3 tháng. Nguyên nhân là do sự điều tiết hình thành collagen tự nhiên có sự tham gia của tuyến yên và nội tiết. Một quả trứng của nữ giới chuẩn bị cho quá trình rụng trứng trong vòng 90 ngày. Trong quá trình đó thì buồng trứng của chúng ta liên tục tiết ra chất estrogen. Vì vậy, chúng ta phải bổ sung collagen đồng hành trong 90 ngày đó. Hãy luôn luôn yêu thương bản thân mình và bổ sung collagen để thắp sáng cho sắc đẹp, làn da và mái tóc của mình các bạn nhé. Chúc các bạn luôn luôn xinh đẹp và rạng rỡ.